Rồi, chào tất cả anh em nhé. Chào một ngày sáng lạng bất ngờ. Chào đến với anh em. Hôm nay mình sẽ lại kể cho anh em về gái bản ở vùng quê của mình, dân tộc Thái. Gái bản thì nói chung là xinh, đứng số 2, chỉ không có con gái nào đứng số 1. Xinh dã man luôn. Anh em chắc chưa lên chỗ dân tộc của mình. Trên đấy gái tắm tiên các kiểu đà điểu. Toàn gái xinh, ơi xinh luôn. Ngực bự, mông nhiếc căng đét, điện nước đầy đủ. Nói chung là ok luôn. Lên chỗ mình nhiều cái món các món ăn đặc sản độc lạ. Mình nói thẳng luôn cho mọi người thế nào. Lên chỗ mình ấy, một dân tộc thật nhưng mà nhiều món đặc sản. Rượu thơm, mít, mỹ sắc. Phải nói là nhất nhì ở thành phố. Nếu không nhất thì cũng nhì đâu bạn. Nhiều người ai cũng muốn là lên cho dân tộc mình tán gái, nhưng mà phải làm sao để tán được gái xinh. Gái xinh của dân tộc Thái trên mình thì nói chung lên đấy các em rồi tắm tiên nhất các kiểu. Mặc váy hở đến đây này. Chắc ở trên thành phố mình toàn tắm những bể bơi nhất các kiểu, bể bơi đầm hay là mương. Còn chỗ mình trên mình tắm suối. Chắc anh em chắc chưa ai ở trên thành phố, chắc chưa ai đi tắm tắm suối bao giờ đúng không? Đấy, thì nói chung là gái xinh thì nhiều, gái xấu thì hầu như không có. Hầu như trên mình gái dân tộc toàn là gái xinh. Nếu mà bạn hỏi về vòng eo và vòng ngực thì nói chung là đặc điểm chung, xinh đứng nhất nhì ở thành phố luôn á. Còn mọi người muốn mang gái ở thành phố xuống đó không có cửa đâu. Nói chung là ở trên mình có hơn 1.500 gái xinh. Thì nói chung là nơi nông thôn, vùng đất hẻo lánh thì nói chung là nhiều. Chẳng qua là mọi người có suy đoán là ôi, gái vùng quê làm sao mà bằng gái thành phố được đúng không? Gái thành phố vẫn hơn, nhưng mà chắc gì đã ăn được gái nông thôn vùng núi của mình đúng không? Gái vùng núi nông thôn của mình phải xét duyệt vào là đứng số 2. Ok nha anh em nha. Nhớ like, subscribe và đăng ký cho mình nha.